Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Thị Châu, 49 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Thị Châu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền 13,4 tỷ đồng. Trong đó, có vụ liên quan đến số nhà 27 Lê Vĩnh Huy thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bị cáo Châu đã có hành vi gian dối nhận cọc chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của một nữ bị hại trú phường Hòa Cường Bắc. Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, mặc dù không phải là chủ sử dụng đất, nhưng bị cáo nhiều lần đưa thông tin gian dối về 14 lô đất, trong đó có các thửa đất xen kẽ giữa đất thổ cư với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp, khiến bị hại tin tưởng và đưa tiền cọc chiếm đoạt luôn 10,9 tỷ đồng tiền đặt cọc của một nữ bị hại trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Tại phiên xét xử, Huỳnh Thị Châu đã thành khẩn khai báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đối với các bị hại, mong muốn nhận được sự khoan hồng của nhà nước.